Thưa quý vị và các bạn, cách đây 91 năm vào ngày 25 tháng 9 năm 1930, trong chốn lao tù của thực dân Pháp, chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Kon Tum được thành lập, đặt nền móng cho phong trào cách mạng và sự ra đời của đảng bộ tỉnh Kon Tum sau này. 91 năm trôi qua, ngọn lửa truyền thống của chi bộ đảng đầu tiên vẫn luôn được các thế hệ tỉnh Kon Tum gìn giữ, phát huy. Hàng năm, vào các dịp lễ Tết của đất nước, của địa phương, ông Huỳnh Đăng Hải cùng các thành viên Hội người cao tuổi thành phố Kon Tum thường đến thăm di tích lịch sử cấp quốc gia Ngục Kon Tum. Với lòng thành kính biết ơn, các hội viên người cao tuổi đã thắp hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để làm nên chiến thắng trong cuộc đấu tranh lưu huyết lịch sử. Trước dịp thế này, ông Huỳnh Đăng Hải, trưởng ban đại diện người cao tuổi thành phố Kon Tum, luôn trào dâng cảm xúc đặc biệt. Chính tại khu di tích này, vào ngày 10 tháng 9 năm 1930, ông nội của ông là cụ Huỳnh Đăng Thơ vinh dự được đảng viên Ngô Đức Đệ tuyên bố kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Là con cháu của ông, cụ Huỳnh Đăng Thơ, cụ Nguyễn Thị Tư là liên lạc viên tin cậy của chi bộ binh và chi bộ đường phố. Tôi hết sức là tự hào. Bản thân tôi là lúc công tác cũng như là lúc nghỉ hưu, lúc nào tôi cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của đảng và nhà nước và nhân dân giao phó. Đồng thời cũng giáo dục con cháu noi theo truyền thống của gia đình. Với âm mưu ngăn chặn và tiêu diệt phong trào cách mạng, thực dân Pháp đã đưa người tù chính trị là Ngô Đức Đệ lên biệt giam tại Ngục Kon Tum. Chúng đâu ngờ rằng trong chốn lao tù, đảng viên Ngô Đức Đệ đã cảm hóa kết nạp những binh lính tiến bộ vào đảng và thành lập chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Kon Tum với tên gọi là chi bộ binh vào ngày 25 tháng 9 năm 1930. Tuy chỉ hoạt động trong thời gian ngắn, nhưng tinh thần cách mạng của chi bộ binh đã có ảnh hưởng to lớn đến cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tại tỉnh Kon Tum vào tháng 8 năm 1945. Tiếp tục phát huy truyền thống, Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã kịp thời đưa ra những quyết sách đúng đắn, phù hợp trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Từng bước củng cố xây dựng chính quyền cách mạng lớn mạnh, cùng với quân và dân trên địa bàn tỉnh lập nên nhiều chiến công hiển hách. Đỉnh cao là giải phóng tỉnh Kon Tum vào ngày 16 tháng 3 năm 1975, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thưa quý vị và các bạn, tinh thần cách mạng, ý chí và nghị lực của chi bộ binh, tiền thân của đảng bộ tỉnh Kon Tum, không chỉ góp phần quan trọng vào những chiến công hiển hách của đảng bộ, quân và dân tỉnh Kon Tum trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, giải phóng tỉnh Kon Tum, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mà còn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong giai đoạn đổi mới và phát triển của tỉnh Kon Tum hôm nay. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh, diện mạo kinh tế xã hội tỉnh Kon Tum không ngừng khởi sắc. Tỉnh Kon Tum hôm nay đã thoát khỏi thế ngõ cụt về giao thông, trở thành đầu mối giao thông quan trọng nối các tỉnh Tây Nguyên với đồng bằng Trung Bộ, trở thành trục giao thông chính của hành lang kinh tế Đông Tây nối Việt Nam, Lào, Campuchia. Hạ tầng giao thông nội tỉnh cũng được xây dựng liên hoàn, tạo đà cho kinh tế, văn hóa xã hội, khu vực nông thôn phát triển. Đây là cơ sở để tỉnh Kon Tum đạt tăng trưởng bình quân gần 10% mỗi năm, thu ngân sách nhà nước đạt trên 3.000 tỷ đồng vào cuối năm 2020. GRDP bình quân đầu người đạt gần 47 triệu đồng. Văn hóa xã hội, đời sống nhân dân ngày càng phát triển. Đến nay, tỉnh có 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Có được kết quả nổi bật như hiện nay, chính nhờ Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã kế thừa, phát huy tốt truyền thống cách mạng, tiên phong, xung kích, sáng tạo của chi bộ binh. Từ 4 đảng viên vào năm 1930, trải qua 16 kỳ đại hội, hiện nay Đảng bộ tỉnh có hơn 1.800 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và 660 tổ chức cơ sở đảng với gần 200 đảng bộ cơ sở, trên 460 chi bộ cơ sở. Tất cả 756 thôn, tổ dân phố có tổ chức đảng. Cái đội ngũ cán bộ hiện nay là được đào tạo về mặt chất lượng, được đào tạo cơ bản, rồi về mặt số lượng thì càng ngày càng đông. Về kinh tế, vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số đã ngày càng được phát triển và đời sống nâng lên. Về mặt văn hóa xã hội thì con cháu là đến trường đến lớp học hành là
là đông đủ, phải nói như thế. Rồi sức khỏe của nhân dân cũng được quan tâm chăm sóc. Mà đặc biệt gần đây nhất là tôi thấy là cái tình hình dịch bệnh COVID-19 khắp nơi là bùng phát như thế. Nhưng mà Kon Tum chúng ta là giữ được như thế, tôi thấy rất là mừng. Phát huy truyền thống của chi bộ binh và tinh thần cách mạng của cuộc đấu tranh lưu huyết vào tháng 12 năm 1931, lớp thế hệ trẻ của tỉnh Kon Tum đã không tiếc xương máu, xung phong, tình nguyện lên đường tham gia kháng chiến chống thực dân đế quốc, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Trong giai đoạn đổi mới và phát triển, ngọn lửa cách mạng từ ngục Kon Tum tiếp tục soi rọi để thế hệ trẻ tỉnh Kon Tum xung kích tình nguyện cùng xây dựng quê hương phát triển. Nhiều công trình thanh niên, nhiều phần việc thiết thực đã được thế hệ trẻ thực hiện trong dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đoàn và 91 năm ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh. Trong cái thời điểm 91 năm ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh của chúng ta diễn ra trong cái thời điểm dịch COVID-19 vẫn còn đang diễn ra hết sức phức tạp, thì với vai trò là tuổi trẻ, tôi nói riêng và tuổi trẻ Kon Tum nói chung sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng tham gia hỗ trợ vào công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, cũng như là hỗ trợ bà con nhân dân trên toàn quốc để đất nước chúng ta cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19. Sự ra đời của chi bộ binh tại tỉnh Kon Tum vào tháng 9 năm 1930 trong chốn lao tù còn cho thấy sự năng động tài tình của đảng viên Ngô Đức Đệ trong việc chớp thời cơ, biến chốn lao tù thực dân thành trường học cách mạng. Phát huy ý nghĩa lịch sử của sự kiện thành lập chi bộ đảng cộng sản đầu tiên tại nhà lao Kon Tum, chi bộ binh vào ngày 25 tháng 9, đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và tập trung phòng chống đại dịch COVID-19 đạt kết quả cao nhất. Thế hệ cha anh trước đây biến cái rủi thành cái may, thì hiện nay chúng ta đang cố gắng biến nguy thành cơ. Chúng ta càng phải đoàn kết, chung tay thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững. Với ý nghĩa đặc biệt của sự kiện thành lập chi bộ đảng cộng sản đầu tiên tại ngục Kon Tum, năm 2006, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất lấy ngày 25 tháng 9 năm 1930 là ngày truyền thống của Đảng bộ tỉnh. Kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống của Đảng bộ là dịp để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh Kon Tum thêm tự hào, cùng nhau phát huy truyền thống, chung tay xây dựng quê hương Kon Tum ngày càng phát triển bền vững.